Việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em là vô cùng quan trọng. Nó giúp ta phát hiện ra những cái vấn đề của trẻ để chúng ta xử lý kịp thời. Và từ đó con bạn phát triển khỏe mạnh và tăng trưởng đều cả về thể chất và tinh thần. Và video này thì bác Đạt sẽ chia sẻ với các bạn là cái việc chúng ta khám định kỳ nó có cái vai trò quan trọng như thế nào và cái mốc thời gian nào chúng ta nên đi khám và những cái hạng mục chúng ta cần kiểm tra là gì, đúng không ạ? Để đánh giá những cái nguy cơ và những cái vấn đề có thể xảy ra. Tất cả những cái việc mà bạn mong muốn ấy, đó là các bạn thông minh hơn này, trí tuệ về cảm xúc tốt hơn này, về tư duy logic tốt hơn này, nó phải dựa trên cái gì các bạn? Nó phải dựa trên nền tảng cái sức khỏe thể chất của trẻ, nó liên quan chặt chẽ với nhau, cho nên người ta mới gọi là thân tâm và trí là như vậy, nó liên quan chặt chẽ với nhau. Một đứa trẻ cho dù có thông minh như mấy, có cho dù có chỉ số IQ cao, khi mà cái thể chất không tốt, tức là bé bị suy dinh dưỡng, còi xương, bị thiếu vi chất thì nó sẽ không phát huy được tất cả cái tiềm năng của đứa trẻ đó. Và một đứa trẻ khỏe mạnh, cái tư duy logic như là trí tuệ cảm xúc ấy nó không phát triển thì nó cũng không phát huy được tối ưu nhất cái sự phát triển của trẻ sau này. Cho nên phát triển về thể chất, về trí tuệ, đúng không ạ? Đấy, về tư duy logic, về chỉ số EQ là rất quan trọng và nó là một thực thể thống nhất để đứa trẻ sau này có cái khả năng, cái tiềm năng để phát triển và cơ hội thành công và tạo được nhiều giá trị xã hội hơn, đúng không ạ? Thế thì đối với trẻ em thì chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ là để gì ạ? Để phòng bệnh, để phòng các vấn đề xảy ra. Nếu như các chúng ta để vấn đề xảy ra rồi chúng ta mới đi kiểm tra, tức là chúng ta đã phải điều trị. Và khi mà cái biểu hiện ra bên ngoài chúng ta quan sát thấy con mình bị còi xương này, tăng trưởng không có đúng chiều cao này, cân nặng nó nhẹ hơn này, rồi nó béo phì thừa cân này, trằn trọc khó ngủ, tóc dựng ngược, rồi da xanh niêm mạc, rồi móng tay nó gãy, nó yếu, đúng không ạ? Tức là khi đó con bạn đã có vấn đề nó ảnh hưởng đến tăng trưởng, đến miễn dịch, đến sức đề kháng của trẻ rồi. Và mình đi khám, mình thấy như vậy, mình mới đi khám. Và mình phải bổ sung các cái vi chất và điều trị cho con bạn. Tức là mình sửa chữa cái lỗi lầm của nó, cái sự sai lệch trong thể chất của nó thì nó sẽ không thể còn được như ban đầu nữa, các bạn hiểu không ạ? Tức là mình sẽ mất đi cái cơ hội và mất đi những cái giai đoạn quan trọng của con bạn. Đấy, cho nên cái việc mà khám định kỳ là vô cùng quan trọng. Đầu tiên, cái việc mà chúng ta đi khám định kỳ là đầu tiên chúng ta kiểm tra xem này, cái cân nặng của con bạn như thế nào, cái chiều cao của bé nó phát triển như thế nào, đúng không ạ? Thì đối với trẻ từ 0 cho đến 1 tuổi nhá, từ 0 đến 1 tuổi này thì cái chỉ số cân nặng là chỉ số đặc biệt quan trọng và bạn phải kiểm tra thường xuyên. Đấy. Và bác Đạt thường nói rằng là gì ạ? Chúng ta đôi khi nuôi con bằng cái cân ấy là mình bị áp lực, đúng không ạ? Nhưng mà cái cân đó nó cũng giúp cho mình phát hiện ra các vấn đề về mặt dinh dưỡng, về mặt lượng ăn, về mặt chất lượng bữa ăn có đúng hay không, để biết rằng con mình đã phát triển tốt hay không. Đấy, nên cân nặng là chỉ số vô cùng quan trọng, đúng chưa? Còn đối với trẻ trên 1 tuổi nhé, thì hai cái chỉ số cân nặng và chiều cao nó quan trọng, đúng không ạ? Đương nhiên là chỉ số chiều cao nó quan trọng hơn cái chỉ số cân nặng đối với trẻ trên 1 tuổi. Vì sao? Vì khi mà con bạn nó bị mọc răng, đúng không? Rồi nó đi tiêm phòng về, nó không ăn, nó biếng ăn, và thời gian này nó tăng trưởng, nó phát triển vì cái tuần ăn đột biến, thì nó chơi nhiều hơn, thì nó sẽ bị sụt nửa cân 7 lạng là bình thường. Nhưng mà sau đó 1-2 tuần nó lại về cân nặng tốt ngay. Cho nên là đó người ta gọi là chỉ số nói dối vì thế. Còn chỉ số chiều cao ấy là nó phản ánh chế độ dinh dưỡng trong nhiều tháng trước đó. Cho nên trong 3 tháng mà con bạn không tăng chiều cao thì là bé có vấn đề về tăng trưởng. Hình dung chưa? Thì chúng ta phải cho bé đi kiểm tra ngay. Đấy, cho nên là cái chỉ số chiều cao rất quan trọng đối với trẻ trên 1 tuổi. Được chưa? Đấy. Chứ cái việc đi khám định kỳ như nào? Là cái mốc mà dạ cân nặng và chiều cao của trẻ nó như thế nào để chúng ta phát hiện, đúng không? Và trong quá trình mình khám định kỳ như vậy thì mình kiểm tra cái gì ạ? Hệ tiêu hóa của bé như thế nào? Tại vì cân nặng và chiều cao ấy nó phụ thuộc vào cái chế độ ăn hàng ngày, cái sức khỏe hệ tiêu hóa của con bạn, đúng không? Bạn muốn con mình cao, đề kháng tốt, tăng cân tốt thì hệ tiêu hóa phải là tốt, đó là cái gốc, cái rễ để nó hấp thụ dinh dưỡng, để chuyển hóa dinh dưỡng vào cơ thể của trẻ. Đúng không? Bé có bị táo bón hay không, bé có bị sống phân hay không, đúng không, bé có bị đầy bụng khó tiêu hay là không. Đấy, thì cho nên cái việc mà đi khám định kỳ nó rất quan trọng về mặt tiêu hóa nữa, đúng chưa? Và bên cạnh đó này, mình cũng kiểm tra các cái vi chất
trong cơ thể của em bé nó có đáp ứng đủ không. Vi chất nó không giúp bé tăng cân nhưng mà nó là một thành phần vô cùng quan trọng để giúp quá trình chuyển hóa sinh lý trong cơ thể của trẻ nó diễn ra một cách bình thường và sức đề kháng của bé nó tốt hơn. Bé thiếu vi chất sẽ biếng ăn, còi xương và suy dinh dưỡng, đúng không, và hay ốm. Đấy, sức đề kháng kém. Đấy, mình kiểm tra về vi chất. Nếu mà mình bổ sung dự phòng vi chất thì nó sẽ không vấn đề gì. Và nếu như mà có dấu hiệu là mình kiểm tra vi chất định kỳ. Cái thứ ba nữa ấy, đó là mình kiểm tra về gì ạ? À, về tiêm chủng. Xem nào, những cái mũi tiêm nào đã tiêm rồi, mũi tiêm nào chưa tiêm, đúng không? Mình tìm ra cái lý do. Đấy, thì cái việc mà khám sức khỏe định kỳ đó là vô cùng quan trọng và phải lưu ý như vậy. Và chúng ta cần phải có cái tư duy là khám sức khỏe định kỳ. Nhá, khám sức khỏe định kỳ như vậy. Thứ nhất là có các mốc này 3 tháng này, 6 tháng này, 9 tháng này, 12 tháng này, 15 tháng này, đúng không ạ? À, 18 tháng này, 24 tháng này. Đấy là các mốc quan trọng các bạn cần phải đưa bé đi kiểm tra. Bé mặc dù chả có làm sao cả cũng phải đi kiểm tra định kỳ, gọi là khám trẻ khỏe đấy. Khám trẻ khỏe mới là quan trọng, mới là cái sự tiến bộ của nền văn minh. Còn trẻ trên 2 tuổi thì 1 năm mình sẽ khám sức khỏe định kỳ là 6 tháng một lần. Ít nhất là gì? Là đến 8 tuổi nhá, để mình chuẩn bị cho con bạn có một sức khỏe tốt nhất, đúng chưa? Đấy là lịch khám định kỳ cho con bạn. Và trong 24 tháng đầu tiên là vô cùng quan trọng, là đặc biệt quan trọng, tại vì đó là giai đoạn vàng thứ hai để con bạn phát triển tốt nhất. Giai đoạn vàng thứ nhất đó là 9 tháng nằm trong bụng mẹ, đúng không ạ? Giai đoạn vàng thứ hai là 2 năm đầu đời, và giai đoạn vàng thứ ba là giai đoạn dậy thì. Ba giai đoạn này là giai đoạn vàng để con bạn cao lớn và phát triển một cách tối đa nhất. Đấy, thì đấy là cái mốc mà các bạn cần phải đi kiểm tra, và các hạng mục kiểm tra là như vậy, đúng không ạ? Phần nào đó bạn muốn chia sẻ thêm, bạn muốn chia sẻ quan điểm của mình, hãy comment ở đây, bạn sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bạn Đạt nhé. Trên kênh có hơn 1.000 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn để con tăng cân, con không biếng ăn, rồi cấu trúc ăn dặm, đúng không, bổ sung vi chất cho trẻ, rồi bé bị sốt xử lý như nào, ho xử lý như nào, rồi tăng đề kháng cho con như thế nào, nó có tất trong kênh YouTube, đúng không ạ? Và các bạn nhớ là gì ạ, có thể mua thêm cuốn sách Những đứa trẻ lớn lên ốm. Cuốn sách này ý, là gì ạ, cái những đứa trẻ lớn lên ốm đây, đó là gì ạ, ốm làm sao ấy, à, để nó qua loa và hệ miễn dịch nó được đào tạo, huấn luyện và được hoàn thiện, được chưa? Đấy là chúng ta phải rõ cái thông điệp mà bác Đạt muốn gửi truyền tải các bạn trong cuốn sách này. Xin chào các bạn và chúc các bạn luôn khỏe mạnh.